ngày 21 tháng 2, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam Trung Quốc tại Việt Nam, tập đoàn ô tô Hai Ma và công ty cổ phần Kavivu Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác. Theo đó, Kavivu là nhà nhập khẩu và phân phối ô tô Hai Ma tại thị trường Việt Nam. Ông Sơn, giám đốc kinh doanh của Kavivu, cho biết hãng sẽ nhập khẩu 3 mẫu xe Hai Ma, gồm hai mẫu xe chạy xăng 7X và 8S cùng một mẫu xe điện 7 xe, mục tiêu sớm nhất có thể bán từ quý 2 năm nay. Đến thời điểm hiện tại, dù kế hoạch mở bán nhiều khả năng chậm hơn dự kiến, nhưng thông tin kỹ thuật của ba mẫu xe này tại thị trường Việt Nam đã được công bố trên website chính thức. 1. Hai Ma 7X Hai Ma 7X thuộc phân khúc MVV phổ thông 7 chỗ, cùng cỡ Toyota Innova. Kích thước dài rộng cao lần lượt 4815mm, 1874mm, 1720mm, chiều dài cơ sở 2860mm. So với Innova, 2 ma 7x dài hơn 80mm và chiều dài cơ sở lớn hơn 110mm. Xe bán ra với 3 phiên bản, Elite, Luxury và Premium. Bản Elite dùng động cơ tăng áp 1.5 cho công suất 165 mã lực và mô men xoắn 240Nm. Còn bản Luxury và Premium dùng động cơ tăng áp 1.6 cho công suất 197 mã lực và mô men xoắn 293Nm. Tất cả dùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước ngoại hình hai ma bảy x hầm hố và lạ mắt đặc trưng của xe Trung Quốc. Lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha led, đèn pha tự động bật tắt, đèn chờ dẫn đường, gạt mưa tự động, cốp điện có mở bằng thao tác đá chân và cửa sổ trời toàn cảnh là những trang bị nổi bật trên bản premium. Xe có 3 tùy chọn mâm, 17 in, 18 in và 19 in, tương ứng với 3 phiên bản. Trang bị bên trong nội thất vượt xe Nhật, Hàn. Màn hình giải trí trung tâm 12.3 in màn hình đồng hồ 7 in cùng xả không dây. Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng còn ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế 2 có thể ngả 56 độ. Hàng ghế thứ 3 có camera giám sát. Công nghệ an toàn trên bản Premium có 6 túi khí, camera toàn cảnh, hỗ trợ chuyển làn, ga tự động thông minh, phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo Trạch làn đường, đỗ xe tự động và giám sát người lái. Bên cạnh đó là những tính năng cơ bản như ABS. EBD, cân bằng điện tử hay hỗ trợ lên xuống dốc. 2. Hi ma 7 xe. 2 ma 7 xe là phiên bản động cơ điện của 7X, do đó sự khác nhau lớn nhất nằm ở hệ truyền động. 2 ma 7 xe trang bị động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn 340 Nm. Pin 73 kW cho phép đi tối đa 500 km một lần sạc đầy. Mỗi lần sạc đầy mất 10 giờ đồng hồ. Xe có 3 phiên bản, Officer, Deluxe và Flagship trang bị có mâm 18 in, 4 chế độ lái, nhắc nhở trẻ nhỏ trong xe, màn hình đồng hồ 12.3 in, sưởi làm mắt ghế trước. 3. 2 ma 8S 2 ma 8S nằm ở phân khúc SUV crossover cỡ chung 5 chỗ, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Xe có kích thước dày rộng cao lần lượt 4.565mm, 1850 mm 1.682mm, chiều dài cơ sở 2.700mm, khoảng sáng gầm 200mm. Giống 7X và 7 xe, 2 8S cũng được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, Elite, Luxury và Premium. Thiết kế của 2 8S hợp xu hướng hiện tại trong ngành ô tô với đèn pha đặt thấp và đèn hậu phía sau chảy ngang. Ở phân khúc này, nghiễm nhiên mẫu xe Trung Quốc dùng công nghệ LED trên toàn bộ đèn chiếu sáng. Cửa sổ trời toàn cảnh panoramic. Bên trong, chính giữa bảng táp lô có màn hình giải trí 10 in cụm đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 3.5 inch trên bản Elite và Luxury, riêng bản Premium dùng loại Full LCD 12.3 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa hai vùng tự động, ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Danh sách công nghệ an toàn gồm 6 túi khí, cảm biến trước sau, camera toàn cảnh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên xuống dốc. Bản cao cấp nhất có thêm ga tự động thông minh, hỗ trợ chuyển làn, phanh tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo trạch làn đường cả ba phiên bản dùng chung động cơ tăng áp 1.6 cho công suất 191 mã lực và mô men xoắn 293 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bản Elite dùng mâm 17 in, còn bản Luxury và Premium dùng mâm 19 in.